Nhà vườn Thành Nam xin trân trọng gửi lời chào đến tất cả các bác. Hôm nay nhà vườn em xin gửi đến các bác một tác phẩm siêu đặc biệt, Xanh dáng Nghinh Phong. Đứng dưới gốc cây này nào. Rất là to nhá. Một người trưởng thành đứng dưới một gốc cây này. Chưa đang bằng 1/4 của cây. Tay bông anh cũng thấy rất là chăm chút thì mới được nhịn như thế này. Cái này em rất là mong muốn cho những anh nào thực sự là tâm huyết, bởi vì khi mà để lại cây này cho em thì ông gia chủ của cây, chủ của cây này thì rất là mong muốn tiếp tục chăm sóc và duy trì vẻ đẹp của cây. Bởi vì ông năm nay cũng rất là già rồi, không thể đủ sức khỏe để chăm sóc cho cây nữa. Nhưng mà đây là một sản phẩm tinh thần của một đời người, muốn để hệ đại cho thế hệ mai sau. Thì anh muốn chỉ huy thì tiến hệ em.